Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của diễn đàn TraderTalk.net và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái chiến lược hiệu quả mà chúng ta thường sử dụng với chỉ báo rất là nổi tiếng, đó là chỉ báo Bollinger Band ha. Rồi cái nội dung của chúng ta thì chia làm hai phần ha. Đầu tiên thì mình sẽ sơ lược về cái công cụ Bollinger Band để cho những anh em trader mới, ví dụ như chúng ta chưa biết thì chúng ta cũng có một cái sơ lược về cái chỉ báo này. Và cái phần số 2 đó là cái phần chính, thì chúng ta sẽ đến với một số cái chiến lược đơn giản và hiệu quả đã được kiểm chứng với cái công cụ Bollinger Band này. Rồi, đầu tiên nói về một chút điểm qua cái công cụ Bollinger Band thì đây là cái hình ảnh của cái công cụ Bollinger Band khi mà chúng ta gắn cái công cụ này lên cái biểu đồ giá ha. Thì nhìn chung nó sẽ di chuyển theo cái giá và nó bọc cái giá lại bằng hai cái đường viên ngoài và một cái đường viên giữa như thế này. Thì cái đường biên giữa này thì mọi người lưu ý, nó cũng nếu mà chúng ta thiết lập theo cái mặc định đó ha, thì cái đường biên giữa này cũng chính là cái đường SMA20. Cái người mà tạo ra cái chỉ báo Bollinger Band này thì chính là ông John Bollinger, thì ông là tác giả người Mỹ ha. Ông có đóng góp rất là lớn cho cái lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Thì cái còn nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về cái công cụ Bollinger Band này thì chúng ta có thể tìm kiếm cái quyển sách Bollinger on Bollinger Band, thì do chính cái ông John Bollinger này viết ra ha, và nó đã được dịch sang 11 thứ tiếng rồi. Nếu như mà quan tâm về cái công cụ này thì mọi người nên tìm đọc cái quyển sách này. Thì về cơ bản cái chỉ báo Bollinger Band này nó là một cái dạng chỉ báo biến động ha, tức là nó cho chúng ta thấy rõ được cái mức độ biến động của thị trường đó. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy là khi mà giá nó biến động tăng ha, thì chúng ta thấy là cái biên của nó cũng đã mở ra đó. Và khi mà cái mức độ biến động nó giảm xuống thì cái biên Bollinger Band thì nó bắt đầu thu hẹp lại đó. Thì nếu khi mà chúng ta quan sát cái biểu đồ mà có đính kèm cái chỉ báo Bollinger Band này thì chúng ta có thể quan sát được cái mức độ biến động rất là dễ dàng ha. Ngoài ra thì cái chỉ báo Bollinger Band này thì nó cũng có rất là nhiều những cái công cụ khác, ví dụ như là theo xu hướng nè, rồi xác định lên những cái vùng cản vân vân. Rồi, cái phần tiếp theo thì nói về những cái chiến lược đơn giản và hiệu quả cùng với Bollinger Band thì chúng ta sẽ nói về bốn cái chiến lược ha. Mọi người lưu ý ở đây là một cái clip tóm tắt về những cái chiến lược cùng Bollinger. Đó, do đó là nó có thể là sẽ không đề cập sâu đến từng chi tiết của cái chiến lược. Và nếu như mà qua cái clip này mọi người thấy một cái chiến lược nào hay và mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn thì mọi người có thể comment ở phía dưới clip để mình làm chuyên về cái chiến lược đó ha. Thì đầu tiên thì sẽ có cái chiến lược giữa Bollinger Band kết hợp với MACD ha, chỉ báo MACD. Thứ hai đó là chúng ta kết hợp Bollinger Band với lại mô hình biểu đồ, và cụ thể ở đây là mô hình hai đỉnh đáy. Thứ ba đó là chúng ta sẽ kết hợp Bollinger Band với Kimo Bar. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ kết hợp Bollinger Band với cái volume, cái khối lượng giao dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái chiến lược ha. Đầu tiên đó là chiến lược kết hợp Bollinger Band với lại MACD. Thì có một số cái điểm chúng ta cần lưu ý đối với cái chiến lược này như sau ha. Đầu tiên nó là một cái chiến lược giao dịch đảo chiều ha. Chúng ta chỉ dùng chiến lược này để bắt đảo chiều. Rồi, về cái bước phân tích đó, thì chúng ta sẽ trải qua những cái bước phân tích và đi kèm với đó với những cái tín hiệu như sau. Đầu tiên đó là giá nó sẽ tạo phân kỳ với cái chỉ báo MACD ha, và nó bật lại từ biên
trên hoặc dưới của Polygon. Thứ hai đó là cái đường MACD, nó sẽ giao cắt với mức không giá ha, giá nó sẽ cái đường MACD nó sẽ giao cắt với mức không và giá thì nó sẽ giao cắt với cái biên giữa của Polygon lên hoặc xuống tùy theo vào cái trường hợp chúng ta xét cái lệnh mua hoặc bán ha. Thì đây là những cái tín hiệu cho thấy là cái sự đổi hướng của giá đã được xác nhận. Rồi tiếp theo là chúng ta phải có cái cú tái kiểm tra ha, giá tái kiểm tra cái biên giữa, tức là cái đường SMA 20 á, lúc nãy mình có nói ha, và tạo cái tín hiệu củng cố. Thì cái tín hiệu củng cố ở đây là cái tín hiệu thuận với lại những cái tín hiệu trước đó ha, cụ thể đây là cái tín hiệu phân kỳ. Ví dụ như mà chúng ta gặp một cái phân kỳ tăng giữa giá với MACD thì cái tín hiệu củng cố này cũng phải là cái tín hiệu tăng và ngược lại ha. Và cuối cùng đó là khi mà đạt đủ hết tất cả những cái điều kiện này thì chúng ta có thể vào lệnh theo hướng của những cái tín hiệu này. Rồi, lý thuyết là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ để chúng ta có thể nắm nó nhanh hơn ha. Đây là một cái biểu đồ đã gắn vào cái chỉ báo Polygon và cái chỉ báo MACD. Thì MACD thì chúng ta cứ sử dụng mặc định ha, 12269. Và lưu ý đây là cái chỉ báo MACD histogram ha, để chúng ta có thể xác định những cái vùng phân kỳ nó dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng ta thấy được một cái vùng giả tạo đáy như thế này ha. Đó, thì ở đây là chúng ta cũng thấy được rằng là chúng ta đã có một cái tín hiệu phân kỳ tăng ha, khi mà giá nó tạo cái đáy thấp hơn nhưng mà cái MACD histogram nó lại tạo cái đỉnh cao hơn. Đó, thì tại cái vùng này đó, thì đây là chúng ta có một cái tín hiệu đầu tiên. Rồi tín hiệu tiếp theo là chúng ta thấy là giá nó cái MACD này nó vượt lên trên mức không đó, và tại cái vùng này ha, tại cái vùng này thì giá nó cũng đã vượt lên trên cái đường biên giữa của Bollinger, đường SMA 20. Đó là cái tín hiệu xác nhận cho sự đổi hướng của giá. Và thứ ba đó là giá nó tái kiểm tra ha, tại cái vùng này giá nó tái kiểm tra cái đường biên giữa, nhưng sau đó thì nó không vượt qua được cái đường biên giữa này và nó bật tăng trở lại. Thì ở đây là chúng ta thấy được một cái tín hiệu bullish engulfing ha, tín hiệu nến nhấn chìm tăng rất là mạnh. Thì đây là một cái tín hiệu củng cố cho những cái tín hiệu trước đó, đó. Và sau khi cái tín hiệu này xuất hiện thì chúng ta có thể yên tâm là chúng ta có thể vào lệnh mua tại cái vùng này đó. Thì đây là một cái ví dụ cho cái chiến lược kết hợp Polygon với lại MACD. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái chiến lược tiếp theo ha, chiến lược kết hợp Polygon với lại mô hình hai đỉnh đáy. Thì cũng có những cái yếu tố lưu ý như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiến lược này cũng tiếp tục là giao dịch đảo chiều ha. Mô hình hai đỉnh đáy là mô hình đảo chiều thì chúng ta cũng sẽ kết hợp nó với Polygon để giao dịch đảo chiều ha. Rồi, cái quy trình phân tích thì chúng ta cần những cái tín hiệu sau. Đầu tiên thì chúng ta phải có cái tín hiệu đó là giá tạo đáy đầu tiên sau khi nó vượt khỏi cái Polygon bên trên, biên trên hoặc biên dưới thì tùy thuộc vào cái tình huống. Thứ hai đó là giá nó phải tạo ra cái thứ hai thì giá nó phải tạo ra một cái đáy tiếp theo, và cái đáy này nó sẽ ngang bằng với cái đáy thứ nhất. Nhưng mà chúng ta nên tìm những cái setup mà nó có thêm cái tín hiệu false spread ha, tức là tín hiệu phá vỡ giả cái đáy thứ nhất, thì khi đó cái xác suất thắng của chúng ta sẽ được cải thiện ha, sẽ cao hơn. Và cái số 3 đó là chúng ta cần cái tín hiệu giá đảo chiều mạnh vượt qua biên giữa của Polygon và xác nhận cho cái mô hình đảo chiều này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ vào lệnh theo hướng của các tín hiệu đó. Thì quy trình là rườm rà như vậy, nhưng bây giờ chúng ta đi vào cái ví dụ thì chúng ta có thể thấy nó rất là dễ dàng thôi ha. Đây chúng ta có một cái biểu đồ như thế này. Thì đầu tiên là chúng ta xác định ra được một cái đỉnh, một cái đáy đầu tiên ha, một cái đáy số 1. Thì đây là mọi người thấy là giá nó vượt khỏi cái biên dưới của Polygon, sau đó bị từ chối ha, tạo ra những cái bóng đen rất là mạnh. Ở đây là chúng ta có cái thanh doji ha, dragonfly, doji trùng trùng đó. Thì đây là một cái tín hiệu đầu tiên.
Tiếp theo, tại cái vùng này thì chúng ta có thấy là giá nó giảm mạnh xuống, vượt ra khỏi cái biên dưới của Bollinger, nhưng mà sau đó thì giá nó đã bật tăng trở lại và tạo cái tín hiệu full spread phá vỡ giá tại cái vùng này. Đó thì đây là một cái đáy số 2, được chưa? Đó. Rồi sau đó, sau cái tín hiệu này thì giá nó đầu đảo chiều tăng mạnh ha, và vượt lên trên cái biên giữa ha, tức là đường SMA 20, và nó cũng xác nhận luôn cho chúng ta cái mẫu hình hai đáy này, được chưa? Rồi khi đó là chúng ta đã đủ cái điều kiện để chúng ta có thể vào cái lệnh mua ha, vào cái lệnh mua. Đó thì khi mà chúng ta kết hợp Bollinger Band với lại mô hình hai đỉnh đáy này thì ngoài ra thì chúng ta có thể là bổ sung thêm một số cái phân tích khác, ví dụ như là phân tích cấu trúc ha. Cấu trúc ở đây thì chúng ta có thể thấy là giá nó đã phá vỡ cái đường xuống giảm này rồi ha, và tạo cái đỉnh mới, thì coi như là cái cấu trúc giảm trước đó đã bị bẻ gãy rồi, thì khả năng giá nó sẽ bật tăng và chúng ta sẽ mua lên theo cái hướng này. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái chiến lược Bollinger Band với lại Kimi Ba. Thì đầu tiên thì chúng ta phải biết Kimi Ba là gì. Thì Kimi Ba về cơ bản đó là một cái loại hành động giá ha, cho thấy cái sự từ chối tại biên của Bollinger. Tức là chúng ta chỉ thấy được những cái mô hình này khi mà chúng ta ghép nó vào với cái chỉ báo Bollinger Band mà thôi. Rồi, cái chiến lược này thì đặc biệt chúng ta chỉ áp dụng trong thị trường giá đi ngang thôi ha. Và cái này là cái quan trọng nhất, tức là chúng ta phải xác định ra được cái điều kiện thị trường giá đi ngang, rồi chúng ta mới áp dụng cái chiến thuật này. Đó. Vào lệnh thì rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần chờ đợi những cái tín hiệu Kimi Ba xuất hiện và chúng ta vào lệnh và TP ở cái biên đối diện của chỉ báo Bollinger Band là được rồi ha. Và đây là ví dụ. Đó. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái xu hướng phía trước nè. Đó, tại đây á, thì bắt đầu giá nó, cái động lượng tăng nó yếu đi rồi ha. Đó, nó không có những cái sóng mạnh như đợt trước nữa. Đó, và thay vào đó là có những cái sóng giảm mạnh. Thì đây nó cho thấy là đang có những cái bước chuyển ha. Một là đảo chiều, hai là ít nhất là nó sẽ có những cái vùng đi ngang. Đó, thì cái đó là một cái căn cứ để chúng ta xác định là sắp tới có thể là thị trường nó sẽ đi ngang. Đó, và bằng chứng là chúng ta thấy là giá nó đi lên rồi lại đi xuống ha, nó không có tạo ra được những cái đỉnh cao mới và tiếp diễn cái xuống trước đó. Thì tại đây thì chúng ta sẽ thấy những cái mô hình Kimi Ba thì tại cái vùng này ha, tại cái vùng số 1 này thì mọi người thấy là giá nó xuyên thủng Bollinger Band, sau đó lại bị từ chối và trở lại bên trong. Tại cái vùng này cũng như vậy, và tại cái vùng này cũng như vậy. Đó thì giao dịch với Kimi Ba thì khá đơn giản, chúng ta chỉ thấy những cái mẫu hình như thế này và chúng ta đánh ngược lên ha, và chúng ta nhắm đến cái biên còn lại của Bollinger là được. Đó. Tuy nhiên có một số cái điểm lưu ý là khi mà chúng ta giao dịch với cái chiến thuật này thì chúng ta nên chọn những cái vùng range nó rộng ha, để khi đó thì chúng ta có thể cải thiện được cái tỷ lệ risk reward của chúng ta, tránh những cái vùng range hẹp và những cái mô hình nến mà nó quá lớn ha. Mình lấy ví dụ khi mà cái bóng nến của cái vùng này nó dài lên thế này á, thì khi đó là cái tỷ lệ risk reward của chúng ta nó sẽ không có được tốt như cái tình huống ban đầu nữa ha. Rồi cái chiến lược cuối cùng là chúng ta sẽ kết hợp Bollinger Band với lại khối lượng giao dịch. Thì cái chiến thuật này thì nói đến cái volume giao dịch, khối lượng giao dịch đó, thì chúng ta phải liên tưởng đến là nó dùng để đánh breakout ha, tại vì khối lượng là anh em hay dùng nó để xác nhận những cái cú phá vỡ thật và giả. Đó. Thì khi mà chúng ta thấy được những cái tín hiệu phá vỡ thì chúng ta phải phân tích xem là nó đã phá vỡ khỏi những cái vùng cản quan trọng hay chưa. Đó. Và cái điều quan trọng đây là nó phải thoát khỏi Bollinger Band và đóng nến bên ngoài Bollinger Band. Đó. Và khi đó là chúng ta đã có thể vào lệnh, và đặc biệt đó là cái volume nó phải bật tăng cao hơn so với cái mức trung bình. Đó. Đây là một cái ví dụ của chúng ta ha. Đó, chúng ta đang có một cái xu hướng tăng như thế này. Đó. Ở đây là giá nó bắt đầu có cái tín hiệu đảo ngược. Ở đây là có một cái nến giảm rất là mạnh ha, giá bị từ chối rất là mạnh. Đó, chúng ta phải để ý cái tín hiệu này.
Tiếp theo là giá nó phá vỡ cái đường xuống tăng, đó là một cái tín hiệu giảm tiếp theo. Và tại cái vùng này ha, tại cái vùng này thì mọi người thấy là chúng ta có một cái vùng chuyển đổi ở đây ha. Bên này thì nó là một cái vùng kháng cự, còn chuyển sang bên này thì nó là một cái vùng hỗ trợ đó. Và tại cái nến giảm cực mạnh này thì chúng ta thấy là giá nó đã phá vỡ rồi ha, phá vỡ cái vùng chuyển đổi này rồi, vùng cản quan trọng này rồi. Và Bollinger Band nó vượt ra khỏi cái biên giới của Bollinger, đóng nến ở bên ngoài Bollinger Band đó, và nhìn xuống phía dưới cái khối lượng dịch thì chúng ta thấy cái khối lượng giao dịch nó đang tăng dần ha, tăng dần. Thì đây là một cái tín hiệu cho thấy là khả năng cái cú phá vỡ này là thật, và chúng ta có thể bán theo cái hướng phá vỡ này bây giờ. Rồi, trên đây là khái quát về bốn cái chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo rất là nổi tiếng, chỉ báo Bollinger Band đó. Thì như mình đã nói ha, nếu như đây là một cái clip giới thiệu sơ lược thôi, chúng ta sẽ không đi sâu vào cái tiểu tiết. Còn nếu như mình mọi người thấy cái chiến lược nào hay thì có thể đặt yêu cầu ở phần bên dưới để mình có thể đáp ứng những cái yêu cầu đó của anh em ha. Còn bây giờ mình xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip mình tới.